Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan nhé. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ quay lại với nhau để chia sẻ một chút kinh nghiệm về trồng hoa phong lan. Và video này thì sẽ nói về cách ghép ngọc thạch ba màu và sơn thủy tiên. Đấy, tất cả các hoàng thảo thân đứng thì như hôm nay em chỉ làm mẫu hai loại, đó là cái ngọc thạch ba màu và sơn thủy tiên. Thì hôm nọ thì có các anh các chị cũng có điện đến rất là nhiều để cũng muốn em chia sẻ một chút cái kinh nghiệm từ nhà vườn về cái cây ghép cái cây lan sơn thủy tiên. Thì đằng sau của em là một cái vườn rất là rộng của nhà em đây. Cả phía bên này thì hôm qua hôm kia thì em cũng vừa mới quy hoạch lại và dọn dẹp lại. Cái nào cần bán thì chúng em cũng đã bán bớt đi rồi. Hiện tại bây giờ thì còn ở phía trong kia thôi. Thì phía bên này tới này chúng em sẽ vào giống tiếp. Có thể là rất là nhiều cô chú anh chị các bạn đã quen em và cũng đã theo dõi kênh của em rất là nhiều. Đấy, cũng cái video này thì đấy mục đích thì em cũng nói rồi, và tất cả các dụng cụ để ghép được những cái giò lan đẹp ấy, và cũng có gọi là có thẩm mỹ một tí, thì gồm bao gồm những cái dụng cụ và những cái vật dụng sau đây. Đầu tiên là những cái giớn bảng nhé, em xin lỗi, giớn đĩa, đây là những cái giớn đĩa mà mua ở các shop lan hậu shop em cũng có bán. Đó, thì giớn đĩa đường kính 20 và móc treo đinh ghim em đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi, và một bó cái que cắm á. Que cắm này là làm bằng trúc, cái gốc của cái trúc rất là cứng. Đấy, và búa và kéo, và tất nhiên là cái cuối cùng không thể thiếu được đó là cây lan. Đấy, cây lan, tất cả những cây lan. Thì cái hàng này là hàng cuối của shop em rồi, những cái hàng nào đẹp chúng em đã cắt tỉa và cũng đã bán cho khách hàng gần hết rồi. Cái này thì nếu mà mọi người cảm thấy nó ấy thì cắt bớt nó đi, hoặc là không có để cháy cũng được. Này thì nếu mà cô chú anh chị các bạn mà cẩn thận hoặc là kỹ lưỡng thì mọi người có thể ngâm vào nước vôi trong cho em khoảng 30 phút, ngâm gốc ạ. Ngâm gốc xuống nước vôi trong cho em 30 phút. Em sẽ tiến hành ghép một cái chậu sơn thủy tiên đầu tiên nhé. Mọi người xem kỹ nhé. Thực ra nó rất là dễ ghép một cái sơn thủy tiên ấy. Cái cây lan sơn thủy tiên ấy có những rề rất là to và có những cái rề nó rất là vụn như thế này này. Đây mọi người xem này. Và cái gốc của nó thì cái đế của nó rất là dày và to. Nhưng mọi người rất là ngại cắt, nhất là chị em phụ nữ ấy, cắt thì nó rất là đau tay. Nó rất là đau tay. Mọi người có thể dùng dao chặt. Đệm xuống cái thớt, có một cái thớt có thể dùng dao chặt, chặt bớt. Đấy, hoặc là dùng kéo cắt, đây có những cái nhung ngằng ngằng đấy, và có những cái gốc của nó rất là to. Đó nên là mọi người dùng kéo cắt thì nó rất là vất vả. Chưa nói đến chuyện ghép. Mọi người ghép lên lũa hoặc là ghép lên chậu rất là vất vả. Đấy, rất là vất vả. Cái công đoạn đầu tiên em sẽ làm móc, và cái này thì chắc là tất cả các cô chú anh chị các bạn đều biết rồi. Cái móc này thì mình bẻ một cái làm bẻ một phát làm cho ba cái nó thành một cái móc luôn. Sau đấy thì mình sẽ ghim cái này vào. Rất là dễ, em sẽ làm nhanh đấy nhá. Này thì cực kỳ dễ đó. Để dùng đinh ghim. Em nhà em làm thì làm thủ công như này thôi. Để riêng đó, đóng xuống. Cái này thì nó hơi kêu một chút, em xin phép được đặt xuống đất nhé. Là cái bàn thì em chỉ mang lên để cho mọi người đặt lên cho mọi người xem như nó gọi là có tính chất chuẩn bị, có khâu chuẩn bị và cho nó đẹp thôi. Chứ còn cái bàn này thì là để đặt thôi, để nói chuyện này. Em sẽ đặt xuống đất. Em sẽ đóng. Em đóng sau khi em đóng xong thì em sẽ mang lên cho mọi người xem nhé. Em nói tương đối khá là nhanh, nên là có những cái gì mà cô chú anh chị các bạn nghe không rõ hoặc là cái gì mà cảm giác mà chưa ổn lắm thì mọi người góp ý cho em. Mà xấu quá đẹp. Đó. Nó xấu quá thì thôi. Nó chưa được cân đối cho lắm nhưng mà ok rồi đây. Cái công đoạn đầu tiên thì trong một chút thời gian thôi. Một chút thời gian ngắn em đã làm xong cái đĩa này nhé. Cái đĩa này nếu mà mọi người cẩn thận hơn thì mọi người cũng có thể cho xuống nước vôi trong.
để tầm khoảng 5 ngày, sau đấy mọi người vớt ra để ráo này và ghép bình thường. Đấy. Như nhà em thì làm số lượng cả vài nghìn giò cơ, nên là em không 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 có thời gian để mức độ là phải làm kỹ đến mức độ thế. Đấy. Không có thời gian kỹ để làm đến đến mức độ là phải 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 làm kỹ từng tí một. Đấy, sau đấy xong cái phần đầu tiên rồi. Bây giờ cái phần này thì rất là dễ này. Mọi người đặt cây lan sơn thủy tiên lên đây. Có những cái thì có thể cắt và có những cái không cần phải cắt. Ví dụ như cái rễ này có thể cắt thêm một tí. Em chỉ nói chung chung vậy thôi nhé mọi người nhé. Còn về cái quy trình làm, cách làm thì chắc là cũng tương đối giống nhau cả thôi. Em chỉ nói chung chung thôi. Thế là hướng dẫn cụ thể kỹ lưỡng thì khả năng là em cần phải xem một cái hoặc khóa học, hoặc là em cần phải tìm hiểu và em cần phải trau dồi thêm nhiều kiến thức nữa về sư phạm nữa thì em mới có thể là truyền đạt được cho cô chú anh chị các bạn một cách nó cụ thể và nó gọn gàng và nó rõ ràng được ạ. Đây, sau khi mình đặt một cái sơn thủy tiên xong rồi, gọt cái cây thật nhọn nhé, gọt cây nhọn ở đầu. Đây mọi người nhìn kỹ nhé. Có thể là em sẽ đặt cái máy điện thoại về gần em một chút nữa để cho mọi người xem cho kỹ nhé. Ok, đây đây là cái que mà chúng em đã vót được rất là nhọn này. Đó, rất là nhọn. Và mình sẽ đặt cái này xuống. Đặt cái giò lan, đặt cái cây lan sơn thủy tiên xuống. Sau đấy mình dùng dùng búa gõ thôi ạ. Không phải ghép, không phải buộc gì cả. Đấy, cái này. Cái thay để trên này nó hơi kêu. Em sẽ gõ. Mọi người xem nó rất là chắc chắn á. Nó rất là chắc chắn. Và rất là chắc chắn nhá, rất là chắc chắn. Và tí nữa em sẽ ghép xong, mọi người có thể thấy là cái độ thẩm mỹ của nó như thế nào. Sau khi cái cây nó mọc, nó bám rễ vào rồi thì mình sẽ tiến hành bẻ những cái que trúc này đi là xong. Rễ già thì mình cắt đi, toàn bộ rễ mình cắt đi. Đấy. Đây mình lựa làm sao đấy cho cái giò lan nó tròn đều đẹp là được ạ. Mình lựa làm sao cho cái giò lan nó đẹp là được, và cũng như là cái đầu tiên. Cái thứ hai mình cũng lựa 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 cái đinh, gọi là cái đinh đinh gỗ đấy. Nhìn nó hơi thô một tí đúng không mọi người? Nhìn cái cách làm của em nó hơi thô một chút, nhưng không sao. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, mọi người sẽ được nhìn thấy một cái giò sơn thủy tiên rất là đẹp và rất là tròn đẹp luôn. Có thể là em nói có những khách hàng đã gọi điện hỏi em cách ghép rồi, nhưng có thể là em nói là cái lời truyền đạt của em nó chưa được hay, chưa được chuẩn thì mọi người chưa nghe, khả năng là chưa biết làm. Thế nhưng mà từ cái video thực tế này em chia sẻ luôn từ cái kinh nghiệm của nhà vườn em ấy, thì em tin chắc rằng là mọi người sẽ ghép từ ngay những cái giò lan sơn thủy tiên đẹp thôi. Ok, vậy là mình đã xong ba hướng rồi nhé. Vậy là đã xong ba hướng. Ba hướng mình muốn ghép dày thêm thì càng cũng được. Lúc đấy mình sẽ lại bù vào thêm. Cuối cùng sẽ là cái dề to nhất này nhé. Thì cái dề to nhất thì lúc nãy em vừa cắt này. Mình phải lựa làm sao đấy cho nó xòe ra đẹp. Xòe ra đẹp. Cái này nó hơi dài thì em sẽ cho cây ngắn vào. Xòe đẹp và lúc cái bộ rễ của nó ăn vào ấy thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Sẽ ghép vào hướng bên này. Ghép vào hướng bên này nhé. Em sẽ ghép vào hướng bên này cho nó dày nhé. Mọi người nhìn nhìn em chỗ nào cảm thấy thưa cái thì mình sẽ đóng vào vị trí đấy. Và mọi người trong quá trình đóng, mọi người nhìn những cái kẽ của cái cây ấy, hạn chế đóng vào thân tơ nhé. Mình nhìn nếu như cái kẽ già của năm của đời đời ông đời cụ đời kia ấy, mình sẽ đóng vào những cái kẽ đấy.
cho cái cây này vào. Có thể là em sẽ cho cây này vào cho nó đẹp. Đây là cái khóm cuối cùng này. Em chọn là khóm nó không được đều cho lắm, nên là khóm cuối cùng nó sẽ không được đẹp cho lắm đấy. Nó lệch hoặc là nó méo hoặc như thế nào đấy thì cái này mình chỉnh được ạ. Cái giò lan ấy nó bị lệch, bị méo hoặc là bị như thế nào mình có thể chỉnh được, bởi vì cái này mình chủ động mà, mình chủ động ghép mà, mình chủ động nên là sẽ ghép được theo ý của mình. Chứ cái cây nó mọc thế nào mà mình ghép như thế, hoặc cả cái cây nó mọc hướng nó lệch mà mọi người cũng ghép lệch theo cây thì nó rất là xấu. Có thể là những cái chậu, những cái rề nó nghiêng ấy, thì mình phải để cái rề lan nó như thế nào đấy, khi mà đóng xuống thì nó vẫn tròn đẹp thì mới chuẩn. Chứ còn mà mình đóng theo 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 cách của nó mọc ấy thì rất là xấu. Ok rồi ạ, nó cũng không được đẹp cho lắm, nhưng mà như thế này thì với người chơi, đặc biệt là những cô chú anh chị các bạn vừa mới bắt đầu ghép lan ấy, thì một giò lan như thế này thì không phải là xấu với lại cô chú anh chị các bạn mới tập ghép rồi nhá. Đây, và phải nói là nó rất là chắc chắn luôn đấy. Khi mà cái cây nó, cái bộ rễ nó mọc vào rồi nhé, thì cô chú anh chị các bạn hãy lấy kìm hoặc lấy kéo để bẻ hết những cái toàn bộ những cái đinh bằng 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 gỗ mà lúc nãy mình sử dụng để cắm một cái giò lan nhé. Đây, ánh nắng mặt trời nó chiếu xuống nên là cái chất lượng hình ảnh nó không được tốt cho lắm đâu. Mọi người chịu khó xem nhé. Đây là cái phía trong cắm mà nó rất là chắc ạ. Phải nói là nó rất là chắc. Và như thế này thôi thì mọi người chỉ treo nơi thoáng mát và tưới nước giữ ẩm. Tưới nước giữ ẩm đến khoảng tháng 2 thì nó bắt đầu có rễ ăn hết vào cái đế này. Thì mọi người muốn bón phân, mọi người chỉ cần cho phân dê vào trong này là ok. Phân dê và phân tan chậm cho vào trong này. Đấy, là ok. Cái loại này nó rất là khỏe nên nó không chết được đâu. Xong một giò lan sơn thủy tiên nhé mọi người nhé. Rất là đẹp ạ. Cái cách đóng này thì rất là đơn giản thôi. Cái khó nhất là mọi người tìm hiểu cái cách làm là nó hay thôi, chứ còn cái đóng một chậu lan này thì em thấy nó nhanh lắm. Một phút một chậu, nếu mà có người cắt rễ cho em, có người cắt rễ cho em chỉ làm một phút một chậu đấy thôi. Đấy, nó rất là chắc ấy. Một chậu này nó tổng khoảng 1,5 cân sơn thủy tiên nhé. Phần thứ hai, em xin phép được chia sẻ cái cách trồng ngọc thạch ba màu cũng trồng tương tự như vậy. Thì em mang cái sơn thủy tiên ra để ghép một giò thôi, còn lại để ở trong, tí nữa em còn đóng hàng cho khách hàng nữa, sợ không đủ hàng. Vì hàng hôm nay em đã lọc ra, hầu như là đã lọc ra gần gần hết hàng xấu để ghép rồi. Đấy, em vẫn như cái động tác lúc nãy, thì đầu tiên thì em muốn cho không có tiếng kêu tiếng ồn thì em cho cái chuột đĩa xuống dưới đất để em gõ những ghim vào. Cái này thì chả phải học ở đâu cả mọi người. Trong cái khó thì nó tự ló những cái khôn thôi. Làm nhiều nó thành quen đấy. Trồng lan thì cũng có những cái nguyên tắc và những cái cách làm. Những cái thời kỳ chăm sóc và thời kỳ chăm bón ấy nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng, mọi người mà để ý một chút thì em nghĩ rằng là những cái giò lan, những giò lan và những cái cách trồng lan rừng sẽ không phải khó khăn đối với cô chú anh chị các bạn. Mình chỉ cần để ý một chút là ok ạ. Đây là một cái giò lan, một cái giá thể nữa em đã chuẩn bị xong nhé. Nó rất là dễ thôi, không khó một tí đâu. Này, lúc em bẻ cái móc hơi dài đó. Những cái này thì thực ra nó rất là đơn giản, rất là đơn giản đấy. Rất đơn giản. Sau đấy thì mình chỉ chuẩn bị cây thôi. Cây ở đây thì em chuẩn bị hàng dề. Đây này, mọi người rất là băn khoăn khi mà mua hàng dề này về, không biết xử lý làm sao và xử lý như thế nào này. Đấy, đầu tiên thì ngâm xuống 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 nước vôi trong cho em, ngâm gốc nước vôi trong trong khoảng 30 phút. Sau đó bỏ ra treo để ráo. Treo để ráo xong rồi cắt rễ. Cắt những cái rễ già đi, cắt xung quanh những cái đế cái rễ già đi. Đấy. Có thể những cái thân nó bị gãy này, bị chết này, thì mình có thể cắt bớt nó đi để cái gốc nó thoáng để lên, nó lên nhiều cây con hơn.
trong quá trình sau khi mà xong cái động tác đấy rồi thì mọi người tiến hành ghép thôi. Mày muốn cái giò nó đẹp hơn thì mình có thể lấy những cái dây về buộc vào ghim vào cho nó đẹp lên nữa. Em làm rất là phổ, em làm rất là kiểu là đơn giản và sơ đẳng nhé mọi người nhé. Nên là cái cách làm này em nghĩ rằng là hầu như ai cũng biết làm. À, có thể ai cũng làm được. Đấy, người già, thanh niên, chị em, phụ nữ đều làm được hết. Dễ trồng, dễ chăm sóc. Nếu mà mình chẳng may mình mua phải cái dớn đĩa, mà cái dớn đĩa mà nó gần mục nhá, thì mọi người đóng cho em vài cái đi, vài que đi. Đấy, thì tránh cái tình trạng mà khi mà mình treo lên rồi ấy thì gió thổi này, xong mình tưới tắm các thứ thì nó bị lỏng gốc, bị long ra. Đấy, thì lúc đấy thì mình làm mình sửa sửa lại rất là vất vả. Tốt hơn, tốt nhất là mình cứ đóng vào vài ba cái đinh vào cho nó chắc chắn. Cái này em đã ghép được một 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 một, một dề vào rồi này. Đây là những cái dề mà thân già nó nhiều. Những dề thân già nhiều thì em sẽ không bán cho khách hàng. Đấy, đây là hầu như thân già nhiều. Thì cái như cái giò này thì hai dề thì nó lại hơi đầy này, hơi dày này, hơi dày. Em sẽ ghép cái hướng này. Đây mọi người xem nhé, cái đế của nó bị nghiêng nhé, khi em mà ghép vào thì cái đế cũng nghiêng. Đấy, nhưng mà em sẽ ghép để cái đế nghiêng như thế này. Ghép để cái đế nó nghiêng như này thì cái giò lan nó mới đẹp. Chứ còn mọi người mà ghép úp nó xuống thì nó xấu lắm. Thì em vẫn cứ ghép để nghiêng này thì nó mới có cái chiều dựng chiều một 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 ấy, nó hướng lên nó này nó mới đẹp. Các dòng hoàng thảo thân đứng, kim điệp, môi tua với lại kiều cam, kiều hồng các thứ, mọi người nếu muốn ghép đứng thì hãy dùng dùng cái biện pháp này nhé, đều rất là ok. Nhất là hoàng lạp này, sơn thủy tiên này, đấy, ngọc thạch này, kim điệp này, ghép thì em nói thật với cô chú anh chị các bạn, như khi mà nó mọc lên thì đẹp lắm ạ. Đấy, mọi người hãy lựa nhé, đừng đừng đóng vào cái thân tơ của nó nhé. Ở đây thì những cái gốc của nó thì thường thường là nó có những cái khe, cái thân già thường thường có những cái khe, có những cái khe để mình đóng vào. Đây, trong thời gian 1 phút em đã ghép xong cái một cái giò lan ngọc thạch 3 màu nữa đây, đơn giản và đẹp nhé. Cái này nó nở hoa thì thôi cực kỳ đẹp luôn, cô chú anh chị các bạn nhé. Em sẽ lấy cái này, em sẽ quay cho lấy cái. Em sẽ lấy cái máy thì em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Em không 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 hướng được, không hướng được 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 ấy, ở ngoài kia nó lại hơi sáng, hơi nắng. Em sẽ cho vào chỗ râm này cho mọi người xem kỹ nhé. Đây là em có hai dề thân già thôi. Đấy, khi mà em ghép rồi em bỏ vào như này, em để thoải mái này. Đó. Đấy, không bị lệch, không bị rơi ra nếu mà mọi người chắc chắn hơn, chắc cú hơn nhé. Thì mọi người hãy sử dụng những cái dây thít buộc vào cái que, một là buộc vào cái que đóng này này. Hai là mình buộc vào những cái thân già này này. Đấy, lấy dây đồng mà bọc bọc nhựa đấy mà em vẫn sử dụng để ghép phi điệp á. Thì buộc vào, hoặc là dây thít ấy, buộc cố định vào những cái móc ấy. Đây, nó có ba cái móc thì mọi người có thể tận dụng buộc vào luôn. Ví dụ như thế này này, buộc vào luôn ở đây này. Đấy, buộc vào luôn sẽ rất là hay. Đó. Đấy, nên là có thể rất là dễ sử dụng và rất là dễ làm luôn. Đối với tất cả khách hàng, nhất là cô chú anh chị các bạn mà những ai mà mới trồng lan nhá. Thì đây là một cái chia sẻ rất là hữu ích để cho cô chú anh chị các bạn để trồng lên những cái giò lan rừng. Đây. Rất là đẹp nhé. Rất là đẹp và cũng rất là dễ làm nhé. Đấy, mọi người chỉ cần tưới nước thôi. Mọi người chỉ tưới nước thôi nhé. Mọi người chỉ tưới nước thôi. Đây. Treo lên dàn và tưới nước, ví dụ như thời tiết mùa này thì tưới nước cho em một ngày một lần thôi. Buổi sáng hoặc là buổi chiều. Đấy, sang xuân thì ăn Tết xong mọi người tưới cho em ngày 2 lần. Mùa xuân ấy thì là mùa đâm trời nảy lộc, nên là mọi người nên giữ cái độ ẩm cho cây. Thì sau đấy cây phát triển mà mọi người bón phân là cây sẽ rất là ok nhé. Đấy. Đấy, sẽ rất là ok nhá. Đây là hai giò lan ngọc thạch 3 màu và giò lan sơn thủy tiên đây.
mặc dù là em ghép trong cái khoảng thời gian nó không được lâu cho lắm, và em ghép cũng chưa được, thực sự là với em là chưa đẹp cho lắm, nhưng mà em nghĩ rằng là đây là những cái kinh nghiệm nó rất là bổ ích và rất là quý báu cho tất cả cô chú anh chị các bạn, nhất là cô chú anh chị các bạn những ai vừa mới bắt đầu tập chơi lan rừng nhá. Em chả biết nói gì hơn, xin được kính chúc sức khỏe toàn thể cô chú anh chị các bạn, chúc tất cả cô chú anh chị các bạn sớm thuần được những giò lan quý, những giò lan đẹp, để cho chúng ta cùng đẩy cái cuộc chơi lên một cái tầm nữa, đấy, lên một cái hướng nữa, đấy, sẽ được cái gắn kết lại với nhau. Để em xin phép được khép lại video chia sẻ tại đây rồi nhá. Mọi thông tin mà cô chú anh chị các bạn chưa rõ hoặc là cần em tư vấn hoặc cần em chia sẻ cái gì thêm thì hãy gọi điện thoại vào số điện thoại 0949 26 1918. Em tên là Mã Bảo Trung, em sống ở tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ạ. Tôi thân ái chào toàn thể cô chú anh chị các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.